Đối với người cao tuổi, các động tác vận động trong các bài tập thể dục gần như không còn phù hợp nữa. Vì giai đoạn này, các khớp xương không còn linh hoạt, yếu dần và bị xơ cứng. Để duy trì và tăng cường sức khỏe mỗi ngày, người cao tuổi nên lựa chọn cho mình những phương pháp luyện tập phù hợp với thể trạng. Bài tập dưỡng sinh cho người cao tuổi là một loại thể dục nhẹ nhàng, làm người tập ít bị chấn thương. Đây là phương pháp đang được phổ biến trên thế giới. Trải qua một thời gian khá dài phát triển, môn khoa học dưỡng sinh đã có thể tóm gọn một vài nguyên tắc cơ bản dựa trên sự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn. Thuận theo tự nhiên. Thiên nhiên là một kho tàng vô tận, còn con người thì hữu hạn. Dù là bất cứ một sự vật gì trên hành tinh này đều đã được an bài theo một định luật thiên nhiên, và con người chỉ là một. Con người chúng ta không thể đi ngược lại với thiên nhiên hay chống lại được thiên nhiên, mà phải biết vận dụng sự hiểu biết của mình đi theo chiều thuận với thiên nhiên, như người dùng buồm mượn sức gió lái theo chiều gió. Đó là thể dục dưỡng sinh. Chế phục lòng ham muốn. Nguyên tắc thứ hai của dưỡng sinh là phải chế phục lòng ham muốn. Nguyên tắc này cũng không kém phần quan trọng. Nguyên tắc thứ hai bổ sung cho nguyên tắc thứ nhất. Vì muốn thuận theo thiên nhiên thì điều tất yếu là phải chế ngự được sự ham muốn quá độ. Sự sáng tạo, tiến hóa. Sự sáng tạo bao giờ cũng là biểu hiện của cuộc sống. Khi sự sống diễn ra, những cái mới liên tục được hình thành. Chính sự hình thành của những cái mới là yếu tố quyết định sự tiến hóa của muôn loài. Thể dục dưỡng sinh không phải chỉ là một bộ môn thể thao bình thường. Mỗi động tác di chuyển, mỗi cách vươn tay, co chân là những chìa khóa khai mở ra các huyệt đạo mà chỉ có những người dày công luyện tập mới có thể hiểu và chiêm nghiệm ra được. Còn gì vui bằng khi cùng người thân, bạn bè ngồi lại bên nhau dưới một không gian yên bình thơ mộng và thưởng thức những món ăn ngon. Hồ câu cá giải trí này sở hữu một không gian rộng rãi và thoáng mát, được xây dựng theo mô hình giải trí của vùng sông nước Nam Bộ.